Chiều ngày 15 tháng 1, ông Nguyễn Văn Côn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho Dân Việt biết cơ quan chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể trong vụ mẹ ôm hai con nhảy cầu K13 mất tích trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, hai thi thể đã được tìm thấy. Hiện, một bé gái mất tích vẫn đang được cơ quan chức năng tìm kiếm. Ba nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hồng N, 23 tuổi, ngụ thành phố Tây Ninh, cháu Nguyễn Ngọc Trâm A, 7 tuổi và Nguyễn Ngọc Bảo V, 4 tuổi. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 14 tháng 1, chị N có gây gổ lớn tiếng với gia đình, sau đó lấy xe máy chở theo hai con gái là cháu NNTA, 7 tuổi và NNBT, 4 tuổi. Nghi chị N sẽ làm chuyện không hay, gia đình đã chia nhau tìm kiếm khắp nơi. Đến 23 giờ, thông qua định vị, gia đình phát hiện xe của chị N dựng trên bờ kênh Tây, thuộc địa phận xã Bảo Năng, huyện Dương Minh Châu, gần cầu K13, nhưng không thấy người. Gia đình đã báo cho lực lượng chức năng để tìm kiếm. Sau khi nhận tin báo, phòng PC07 đã triển khai tổ chức tìm kiếm những người mất tích. Do thời tiết lạnh, nước tại kênh Tây chảy xiết nên lực lượng cứu hộ cứu nạn gặp khá nhiều khó khăn. Đến sáng ngày 15 tháng 1 đã trục vớt được thi thể chị N cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 31,8 mét hướng về cầu K13 đưa lên bờ. Một thi thể khác được cho là con gái của chị N được tìm thấy sau đó. Trao đổi trên báo giao thông, anh T, chồng cũ chị N, cho biết khoảng 21 giờ 55 phút ngày 14 tháng 1, chị N đăng trên Facebook dòng trạng thái không tốt. Gia đình anh T thấy điểm không lành nên gọi cho N nhưng không thành, nên gia đình chị N tổ chức tìm kiếm. Đến khuya cùng ngày, gia đình phát hiện xe máy biển kiểm soát 70B1885.41 cùng đôi dép của N để trên bờ nam kênh K13, kênh Tây, nên gọi điện báo công an. Trước đó vào tháng 12 cũng xảy ra một sự việc tương tự. Sáng ngày 28 tháng 12, người dân lưu thông qua cầu Bến Thủy 1, bắc qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, phát hiện chiếc xe máy mang biển kiểm soát 38N1227.30 dựng trên cầu. Nghi ngờ có người tự tử nên đã trình báo công an, đồng thời chụp lại chiếc xe máy có biển số đăng thông tin lên Facebook, mong tìm người thân. Qua kiểm tra cho thấy, chiếc xe máy trên là của chị Đỗ Thị Hồng N. Liên hệ với người thân thì được biết, chị N và đứa con nhỏ 14 tháng tuổi mắc bệnh não ung thủy đã đi khỏi nhà từ tối ngày 27 tháng 12. Sau khi phát hiện chiếc xe máy dựng trên cầu, người nhà nghi ngờ chị N đã ôm con nhảy cầu tự tử. Gia đình sau đó phối hợp lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích hai mẹ con nạn nhân. Anh Lê Anh D, 38 tuổi, chồng chị N, cho biết vợ chồng anh sinh được hai đứa con. Đứa thứ hai vừa 14 tháng tuổi sinh ra không may mắc phải căn bệnh não ung thủy. Dù đã cố gắng vay mượn để đưa con chạy chữa khắp nơi nhưng sức khỏe cháu bé vẫn không tiến triển. Lo sợ, đau buồn vì con bệnh tật khiến chị N có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm.